Rồi, đây là cái nắp yếm bẩn của cúp nữ hoàng. Thì đặc biệt cái này thì lâu lâu mới có được một cái. Chôm chĩa cướp bóc. Không đi có. Đẹp. Không có nứt. Rồi, xe của bạn nào đang thiếu cái này thì liên hệ mình nha. Hàng này hơi hiếm. Nó không có. Không có nhiều, không có sẵn. Lâu lâu thấy thì chốt về bán thôi. Ok. Quý anh chị cô bác nào cần cái này để liên hệ với em qua số điện thoại phía trên. Ship hàng toàn quốc. Rồi, ok. Cảm ơn. Và các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới nha để coi để xem được nhiều video mới nha. Rồi, cảm ơn các bạn.